Xong giờ chạy vô các bạn ơi, thì cô chú này thì đang đón để đi qua các quý vị cô chú luôn nha. Trời ơi. Để máy nó vô nó chạy thôi. Thôi à, anh giúp giùm để tao cứu. Rồi giờ máy xuống phà nha các bạn. Xinh luôn rồi. Dạ, nó có lại. Đó, chỗ bụi đó không? Thôi rồi, anh đến chui vô luôn rồi kìa. Ồ. Đè xuống á. Đè giật nó xuống rồi. Ngầm như xác chổng luôn rồi. Một bạn bỏ chạy ra giờ nè. Còn nó còn biết cái này nó đúc, hai cũng biết cái này nè. Đi bé nhỏ cắt trên nè, cái chổng mẹ đây. Vậy. Sao được, nó mang nó đó. Ừ. Mất rồi. Quá trời chạy trống kìa. Trong cái hàm các bạn ơi. Chạy vô á. Vô con đưa ra đi tôi lấy ra. Rồi ra đi. Bắt rồi chụp. Rồi lấy đi nghe. Nó còn trong cái hàng đó đó, nó chạy lên. Anh lên đi đó. Thốt nguyên cục cho em bự luôn. Để các công đường cho cô chú rồi các bạn ơi, giờ chạy vô các bạn, kéo vô.
DC70 này thì cập bến để về các bạn ơi, về tới Cờ Đỏ các bạn. Đây thì hết mùa rồi ha. Rồi giờ máy xuống phà nha các bạn. Rồi máy xuống rồi các bạn ơi, thì giờ mấy anh đây sẽ chuẩn bị rời bến các bạn.